quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho nghề báo những tình cảm lớn lao. Người khẳng định, cán bộ báo chí là chiến sĩ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ dễ dàng của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng. Dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chương trình tiêu điểm tháng 6 của Báo Cà Mau Online xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn những nỗ lực, khát vọng của báo chí Cà Mau trong hành trình đổi mới, hội nhập để đồng hành cùng sự phát triển của quê hương. Trong thời chiến cũng như thời bình, lực lượng người làm báo của Cà Mau luôn đồng hành cùng quê hương thực hiện sứ mệnh dễ dàng của nghề báo. Hơn 2 năm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, cũng ngần ấy thời gian, lực lượng báo chí tỉnh nhà với tinh thần xung kích xả thân đã viết thêm những câu chuyện đẹp của nghề nghiệp. Có nhiều cái lúc đó là những người làm báo bị Covid rất là nhiều, tưởng chừng như là tòa soạn sắp đóng cửa đến nơi, nhưng bằng ý chí quyết tâm thì bằng mọi cái nỗ lực phấn đấu để làm online ở nhà đó. Cho nên là báo Cà Mau, đài phát thanh truyền hình là không có gián đoạn tin tức một giờ nào. Giữ cho dòng chảy thông tin xuyên suốt liên tục trong bối cảnh khó khăn, báo chí Cà Mau trở thành cầu nối tin cậy hiệu quả để chuyển tải các chủ trương chính sách của đảng nhà nước đến nhân dân. Trở thành món ăn tinh thần quan trọng không thể thay thế để mỗi người có thêm niềm tin nghị lực hướng tới cuộc sống tốt đẹp phía trước. Những người làm báo ở Cà Mau bằng nhận thức sâu sắc về nghề đã thật sự trở thành người chiến sĩ trên mặt trận thông tin tư tưởng với những cảm xúc kỷ niệm khó phai. Trong đại dịch 2 năm vừa rồi thì những cái hình ảnh mà mình lúc mình tác nghiệp và để lại cho mình ấn tượng là khó quên nhất đó là người chở về quê từ Sài Gòn. Những cái đoàn hồi hương về quê đó là những có trẻ em nè, người già, người trẻ nè đó, họ đợi và được những chiến sĩ công an đưa về tận nhà đó. Và với hình ảnh mà những chiến sĩ công an đưa về nhà và rồi xách bịch tả cho con lên xe tải, rồi lên những hình ảnh đó là mình đã có quay lại, mình bắt được những cái khoảnh khắc đó. Và nhờ những cái khoảnh khắc đó mình cũng đã thi giải năm song hậu, cũng được giải nhì về mà phim phóng sự về quê. Qua cái mùa dịch vừa rồi thì mình mới cảm nhận được cái sự vất vả, không chỉ là đối với lực lượng y tế trong tuyến đầu chống dịch mà còn là lực lượng anh em phóng viên. Đây cũng là lực lượng tuyến đầu thì anh em đã vất vả rất là nhiều, thậm chí là nguy hiểm. Đã có rất là nhiều trường hợp mà anh em phải vào khu cách ly, rồi vợ con, gia đình ở nhà. Mình cảm thấy rất là đồng cảm và rất là thương anh em và thương cái nghề của mình. Thì qua 2 năm chống dịch đó thì mình cảm thấy mình yêu nghề nhiều hơn và sẽ cố gắng phát huy và gắn bó với nghề hơn nữa. Tỉnh Cà Mau hiện có 3 cơ quan báo chí chuyên nghiệp, gồm Báo Cà Mau, Đài Phát thanh Truyền hình và Tạp chí Văn nghệ, với 260 hội viên hội nhà báo. Báo chí Cà Mau tự hào là mảnh đất ươm mầm nuôi dưỡng, có sự kế thừa của những thế hệ người làm báo cách mạng tâm huyết tài qua. Truyền thống dễ dàng ấy đang được Cà Mau tiếp nối với đội ngũ nhân lực người làm báo hùng hậu về số lượng, trình độ và bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng. Chuyện của Cà Mau hiện nay không còn gói bó buộc ở trong cái Cà Mau nữa, mà nó đã lan ra khắp đất nước và trên toàn thế giới. Nói chung là chỉ cần nhấp chuột ở cả là bất cứ ở đâu trên thế giới là đều có tin tức về Cà Mau. Chính những cái này dẫn đến cái phục vụ cho cái công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà rất là tốt. Hoạt động báo chí Cà Mau đang thay đổi từng ngày, không chỉ bắt nhịp mà còn đang tăng tốc để hòa vào xu thế hiện đại hội nhập. Báo Cà Mau, tờ báo đảng của địa phương, đã có sự chuyển mình mạnh mẽ. Mục tiêu hướng đến là xây dựng cơ quan báo chí truyền thông hội tụ đa phương tiện, với cơ chế quản trị, vận hành và sản phẩm báo chí đa loại hình.
với phương châm hiện đại hội nhập để hoàn thành trọng trách của báo chí trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đất nước. Báo Cà Mau đang khát khao khẳng định vị thế của mình trên bản đồ báo chí của cả nước. Chúng ta tự hào với thành tựu 97 năm nền báo chí cách mạng Việt Nam, đặc biệt là tự hào với nhà báo vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì qua đó chúng ta càng thấy là cái trách nhiệm, vai trò của người làm báo đó là ngày càng phải nâng cao hơn, đặc biệt là học theo tấm gương của Bác trong công tác tuyên truyền, thực hiện xứng đáng vai trò vị trí của một người chiến sĩ cách mạng tiên phong trên mặt trận tư tưởng như Bác Hồ đã dạy cách đây hơn 70 năm. Trước những thách thức chưa từng có tiền lệ trong khủng hoảng dịch bệnh COVID-19, các cơ quan báo chí Cà Mau không chỉ vững vàng vượt khó, mà còn coi đó là cơ hội để đổi mới, hình thành môi trường tác nghiệp hiện đại theo hướng số hóa đầy sáng tạo linh động. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Cà Mau là minh chứng sinh động nhất cho tinh thần chủ động sáng tạo đổi mới. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, cánh sóng của nhà đài vẫn lan tỏa dừng đến mọi nhà. Báo chí thì có tác động xã hội vô cùng to lớn. Vì vậy tôi nghĩ rằng những người làm báo chúng ta cũng phải có cái trách nhiệm xã hội rất lớn. Vì vậy mà người làm báo không chỉ cần có đam mê, có sự dấn thân làm nghề, mà mỗi người phải có bản lĩnh nghề nghiệp. Bản lĩnh đó giúp chúng ta có thể vượt qua tất cả những khó khăn, những cám dỗ, những trắc trở trong quá trình tác nghiệp. Những người làm báo trẻ của báo chí Cà Mau không ngừng được bổ sung trưởng thành, xuất hiện ngày càng nhiều những nhân tố đầy triển vọng. Được đào tạo bài bản, tràn đầy khát khao cống hiến, dám dấn thân và dám thể hiện chính kiến, người làm báo trẻ ở Cà Mau đã chứng tỏ được năng lực, bản lĩnh nghề nghiệp, đóng góp cho báo chí và đời sống những tác phẩm giá trị có tác động xã hội tích cực. Trong tháng 5, tháng 6 thì tỉnh mình có giải Trần Ngọc Phi của tỉnh tổ chức, của các nhà báo, của các phóng viên tại tỉnh Cà Mau. Thì mình cũng đã đạt được giải nhất với tác phẩm là Cây dại xuất ngoại. Với tác phẩm này thì nó khó về mặt hình ảnh. Khi mà mình lên ý tưởng với biên tập thì mình cũng đã nói trước rồi, hình ảnh rất là khó. Và nếu mà thi cái cuộc thi này thì khó để mà thắng giải. Nhưng mà với sự tìm tòi suy nghĩ của mình thì đến lúc mình bắt đầu thực hiện thì đã quay không kịp và phải trở lại sau đó khi mất vài ngày nữa. Và mình đã nhập cuộc vào với người dân, với người phụ nữ ở Thế Bình. Thì những người phụ nữ đây rất là thật thà, dễ thương, chịu khó, nên là mình rất là hỏi, rất là vui. Họ tác nghiệp rất là vui, họ tạo điều kiện cho mình, họ đi nhổ năng lại cho mình luôn. Và để cho một cái hình ảnh thật đẹp nhất. Trải qua 2 năm chống dịch COVID-19 thì một điều ai cũng nhận thấy đó là nguồn nhân lực y tế của tỉnh đã đóng một vai trò rất là quan trọng, không những trong cái công tác mà chăm sóc sức khỏe của người dân mà còn là lực lượng quan trọng trong cái tuyến đầu chống dịch của tỉnh. Thì thông qua cái bài viết này thì mình cũng thay lời cán bộ nhân viên y bác sĩ của ngành y tế là muốn bày tỏ những cái tâm tư, tình cảm về những cái vất vả, khó khăn của đội ngũ y tế trong cái cuộc chiến chống dịch vừa qua. Đồng thời qua đó thì cũng mong muốn có những cái chính sách, những cái hỗ trợ hơn nữa để cho lực lượng y tế có một cái đời sống ổn định và để yên tâm cống hiến. Thưa quý vị và các bạn, dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay diễn ra trong không khí hân hoan khi quê hương đất nước đã trở lại nhịp sống bình thường mới. Nghĩ về nghề trong thời khắc thiêng liêng này, những người làm báo sẽ càng thấy yêu nghề, càng thấy bổn phận, trách nhiệm và vinh dự lớn lao của bản thân đối với xã hội. Với đội ngũ người làm báo ở Cà Mau, dù ở vai trò vị trí nào cũng nguyện lòng giữ cho mình tâm trong trí sáng bút sắc và tiếp tục cống hiến cho đời những gì đẹp nhất. Đến đây chương trình Tiêu điểm tháng 6 của báo Cà Mau Online cũng xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình kỳ sau.